Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hồng Cbiz. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot trong ngày, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Còn sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Ngày 9 tháng 10, nữ diễn viên Triệu Lộ Từ chính thức bước sang tuổi mới, tuổi 23 tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Nhân ngày đặc biệt, cô nàng đã mở một buổi livestream để giao lưu cũng như đón sinh nhật cùng với người hâm mộ của mình. Tuy nhiên, xuyên suốt buổi giao lưu trực tuyến, Triệu Lộ Tư đã bị một bộ phận lớn anti-fan công kích, chửi bới, cao khịa, mắng nhức thậm tệ. Trong ngày quan trọng của chính mình, nữ diễn viên 9X vẫn không thể thoát khỏi sự tấn công dữ dội của anti-fan khiến cô nàng vô cùng khó chịu. Hàng loạt biểu tượng trà xanh, mỉa mai, ám chỉ về Triệu Lộ Tư tràn lan trong livestream khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Trước làn sóng spam lia lịa từ anti fan, Triệu Lộ Tư đã có động thái đáp trả trực tiếp và gay gắt. Cô nàng đã trả lời trực tiếp những bình luận chửi bới mình như: "Cả năm trời rồi các người không mệt à? Đáng ra tôi cũng chẳng muốn nói đâu. Cảm ơn bạn đã mời tôi uống trà, rất cảm ơn bạn luôn. Cả một năm rồi vẫn bám theo chỉ nói mấy cái như vậy, còn sợ người ta không hiểu mình có ý gì hay sao? Tôi chỉ muốn nói là thích xem thì xem, không thích thì đừng ấn vào làm gì, không nhất thiết phải vậy đâu. Được chứ?" Tôi không có tức giận đâu, chỉ thấy là muốn mắng thì đừng núp sau tài khoản clone đúng chứ. Báo tên họ ra rồi đường đường chính chính mà chửi mắng. Có thể mắng tôi, nhưng đừng nghĩ phàn tôi sẽ bị bắt nạt. Trước thái độ đác trả cực kỳ nghiêm túc và thẳng thắn của triệu lộ từ, cư dân mạng chia thành hai phe với hai ý kiến đối lập nhau. Một bộ phận đồng tình với việc phản hồi của triệu lộ từ vì đây là ngày đặc biệt của cô ấy, không nên chửi mắng, quấy rối hay spam những điều không hay hò. Mặt khác, không ít người cho rằng do triệu lộ tư gieo gió gặt bão về nên mới bị nhiều người ghét tới như vậy. Từ khi ra mắt, nữ chính tinh hán sán lạn đã bị anti-fan đặt nhiều nghệ danh mới như nữ hoàng co nhiệt, em gái trà xanh. Là một gương mặt mới, xinh đẹp, thay nhưng triệu lộ tư thường xuyên gây tranh cãi về diễn xuất, phát ngôn. Triệu lộ tư khiến dân tình ngắn ngầm bởi sai đi sai lại chiều thức đánh bóng tên tuổi, khiến rằng sao trở thành người lót đường, sự nghiệp nổi tiếng của cô cô nàng cũng lọt top nghệ sĩ có lượng anti fan đông đảo nhất của làng giải trí hoàng ngữ nhưng càng bị nhiều người ghét dường như chưa lộ tư càng nổi tiếng hơn khi hàng loạt phim lên sóng nối tiếp nhau và được hợp tác với toàn nam thần có tiếng tăm hai năm trở lại đây chưa lộ tư bật lên như một hiện tượng của làng giải trí xứ trung thành nữ xuyên không liên tục chiếm sóng mạng xã hội vì vô số drama liên quan tới nhiều ngôi sao của cbiz không chỉ có vậy nhan sắc của người đẹp cũng liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh Blogger nổi tiếng xứ Trung ngày 7 tháng 11 có một bài viết gây chú ý khi chia sẻ những tấm hình chụp từ livestream stream giao lục cách đây không lâu của Triệu Lộ Từ. Điều đáng nói, khác hẳn với tấm hình được phòng làm việc chỉnh sửa Photoshop kỹ càng, ảnh từ livestream của mỹ nhân hỏi Triệu làm lộ khuyết điểm vì rủa rõ rệt. Trên mạng xã hội, netizen bình luận rôm rả, đúng là ảnh chỉnh sửa ảo thật, ảnh đánh lừa netizen quá đi mất. Thực ra tôi thấy Triệu Lộ Tư xinh xắn và có làn da rất đẹp, chỉ là mũ mí một chút thôi lộ hết căn nọng cam rồi, lại tăng cân nữa rồi. Đây không phải lần đầu tiên người đẹp họ triệu lộ khuyết điểm kém sinh này. Các fan thậm chí còn réo gọi công ty quản lý phải xây dựng chế độ ăn uống, tập luyện riêng cho nữ diễn viên để có được sắc vóc mảnh mai hơn. Loạt khoảnh khắc lộ mặt to, cằm ngấn của thành nữ xuyên không từng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Chúng mình hầu biết, nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn nút biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đâu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!